Hello everybody, welcome to our class. Cô xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với lớp học của chúng ta. And today we learn unit My Family lesson 1. Chúng ta sẽ học bài My Family nha các bạn. Everybody, learn the sound, learn the new words. Chúng ta sẽ học âm và học một số từ vựng mới nhé. And now, you will listen to the sound and listen to the words. Các bạn sẽ được lắng nghe âm và lắng nghe một số từ vựng mới nhé. Listen and repeat. Sau khi lắng nghe thì các bạn hãy lặp lại cho cô nha. Learn the sound. Learn new words. Eel, whale. Ite, white. Issel, whistle. Learn the sound. Learn new words. Ale, whale. Ite, white. Issel, whistle. And now move on vocabularies of family. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần từ vựng về gia đình nhé các bạn. And now look at some new words. Chúng ta sẽ nhìn vào một số từ vựng mới nhé các bạn. Grandfather, grandmother. Chúng ta sẽ nhìn vào bức tranh và đoán nghĩa giúp cô nha. Grandfather đó là ông và grandmother đó là bà. Các bạn hãy chú ý vào cái đường kẻ này nha. Chúng ta có thể thấy ông với bà sẽ có hai người con đây. Đó là mother, đó là mẹ của chúng ta. Father, bà. Uncle, đó là chú. Aunt, đó là dì, cô. Có rất là nhiều nghĩa. Và đây, gia đình của chúng ta sẽ có gì đây? Sister, là me, brother. Sister đó là chị gái. Me đó là bản thân của chúng ta đó. Brother đó là em trai. Và bên gia đình phía bên đây chúng ta sẽ có cousin. Cousin, hai bạn này sẽ là anh chị em họ. Các bạn đã nắm được chưa nè? Bây giờ chúng ta sẽ lắng nghe và lặp lại cùng với cô nha. Grandfather, grandmother, father, mother, uncle, aunt, sister, me, brother, cousin. Everybody, listen and answer. You will listen and answer the question, does Puff love his family? Các bạn sẽ lắng nghe và trả lời câu hỏi, Puff có yêu gia đình của anh ấy không? Now, listen. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe nhé. Does Bob love his family? Yes, he does.
What is your answer? Good job. Now, let's check. Yes, he does. Very good. À vâng, anh ấy yêu gia đình của anh ấy. Các bạn trả lời giỏi lắm. Look at the question, what is Bob's grandfather doing? Các bạn nhìn vào câu hỏi này, chúng ta sẽ nhớ đến bài học đó là thì hiện tại tiếp diễn. Ông của Bob thì đang làm cái gì? Now, listen and give me your answer. Bây giờ chúng ta hãy nghe và cho cô câu trả lời nhé. What is Bob's grandfather doing? His grandfather is holding the grandson. Let's check your answer. His grandfather is holding the grandson. Ông của anh ấy thì đang ẵm hoặc là đang bế cháu trai. Very good. Cô xin chúc mừng các bạn có câu trả lời giống như cô nhé. Grammar point, điểm ngữ pháp. Look at this. Present simple and present continuous. Present simple đó là thì hiện tại đơn và present continuous đó là thì hiện tại tiếp diễn. Chúng ta sẽ nói đến cách dùng của hai thì này nhé các bạn. Present simple to talk habits, facts and opinion. Thì hiện tại đơn thì chúng ta sẽ nói đến cái thói quen, những cái sự thật và những cái quan điểm. Present continuous to talk what we are doing now. Chúng ta sẽ nói đến những cái sự việc mà đang diễn ra, đang xảy ra. Cô sẽ giới thiệu với các bạn một số dấu hiệu nhận biết của cả hai thì. Khi mà chúng ta nhìn vào trong câu, chúng ta nhìn những cái dấu hiệu nhận biết này để chúng ta phân biệt được nó là thì hiện tại đơn hay là hiện tại tiếp diễn. Always, usually, often, sometimes, never, now, today, at the moment. Chúng ta sẽ chú ý một số cái dấu hiệu nhận biết này nhé các bạn. Và bây giờ để hiểu thêm về hai thì này, cô và các bạn sẽ cùng qua phần bài tập. Complete the sentences with the present simple or the present continuous. Hoàn thành một số câu với thì hiện tại đơn hoặc là thì hiện tại tiếp diễn. Bài tập này của chúng ta ở trang 23 sách bài học nhé các bạn. Number 1. Now, give me your answer. Các bạn cho cô câu trả lời của câu số 1 nhé. The answer is are having. Đây là thì hiện tại. Hiện tại đơn hay là hiện tại tiếp diễn đây các bạn? Đó là thì hiện tại tiếp diễn bởi vì có từ now. Number 2. Give me your answer. And the answer is don't have. Very good. Cô chúc mừng các bạn có câu trả lời giống như cô nha. Chúng ta sẽ nhìn vào từ usually. Đó là dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại đơn. Number 3. Most of the animals live in the forest. Hầu hết những loài động vật thì sống trong những khu rừng. Đó là nói lên một cái sự thật nên chúng ta sẽ sử dụng thì hiện tại đơn. Number 4. Look at the moment. Các bạn sẽ nhìn vào từ at the moment để các bạn sẽ đưa ra được đó là thì hiện tại đơn hay là thì hiện tại tiếp diễn. And the answer is
is listening. Yes, very good. Các bạn làm bài giỏi lắm. We've moved on homework. You do exercise on pages 9 and 10. Các bạn hãy làm bài tập ở trong sách bài tập trang số 9 và trang số 10. Bên cạnh đó, mình sẽ ôn thêm một số từ vựng vừa mới học và ôn lại hai thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn nhé các bạn. That's of the end of the lesson today. Goodbye. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Cô xin chào tạm biệt các bạn.